Trong video này, Kiệt sẽ khám phá những quán ăn và quán nước theo mức độ từ ngon, ngon vừa cho đến siêu ngon. Thì sẽ có vài nơi Kiệt đã từng review nhưng vì món ăn ở đó quá ngon đi nên là Kiệt muốn quay trở lại thưởng thức. Và lần đầu tiên Kiệt sẽ được thấy sương mù dày đặc ở trên cao. Thì mời mọi người cùng đồng hành với Kiệt lang thang trong chuyến đi Đà Lạt này nhé. Và chắc chắn mọi người sẽ không hối tiếc khi xem hết video Đà Lạt này. Hello, xin chào các mọi người, mình là Kiệt, chào mọi người, Kiệt đang thang. Thì hiện tại mình đang ở Đà Lạt. Thì trong tháng 7 này thì mình có một chuyến đi với gia đình 4 ngày 3 đêm ở Đà Lạt. Thì trong 4 ngày 3 đêm đó, thì mình sẽ đi đến các khu ăn uống hoặc là các khu mà được nhiều người biết đến. Quay chi tiết cho mọi người cùng xem. Thì thì ngày hôm qua đó thì mình đã tới Đà Lạt rồi nhưng mà lúc đó mình quá mệt luôn. Lúc đó cỡ 2 giờ khuya mình mới tới nên mình không có quay cho mọi người cùng xem được. Thì hôm nay thì mình sẽ quay chi tiết tất cả các địa điểm mình sẽ đến cho mọi người. Nào mọi người cùng khám phá với Kiệt nhé. Đây là nơi mà mình sẽ ngủ qua đêm. Thì chỗ này tên là Kimochi. Thì mình thường lên đây trước một ngày và ở lại đây vì Kimochi luôn mở 24/24. Và các bạn trẻ đi đêm thì có thể ghé đây để nghỉ ngơi. Mình nghĩ tốt nhất là mọi người nên đặt trước. Ngoài kinh doanh phòng ngủ ra thì Kimochi còn có kinh doanh quán cà phê. Menu của quán thì gồm có cà phê nè, cacao, nước ép, đá xay, trà nhiệt đới, trà nóng. Còn đây là giá cho thuê phòng theo tiếng và qua đêm. Thì gồm có hộp ngủ nè, phòng đơn, bungalow và nguyên căn view đẹp. Và ngoài ra thì còn có cho thuê xe máy nữa. Hộp ngủ thì nằm ở trên tầng cao nhất, còn phòng đơn, bungalow và nguyên căn view đẹp thì nó nằm ở phía dưới con dốc. Thì gia đình mình sẽ chọn 3 phòng đơn để ngủ qua đêm. View ngồi uống cà phê ở đây trông rất là tuyệt vời luôn mọi người. Buổi sáng chiều chiều mà ngồi đây uống cà phê thì quá đã luôn. Còn đây là tầng trên của quán cà phê Kimochi. Thì ở trên đây thì đa phần là hầu hết là ghế sofa. Còn đây là tầng cuối cùng của quán Kimochi. Thì ở phía trên đây thì phía bên trái như mọi người á, chính là hộp ngủ qua đêm. Thì sẽ tính theo tiếng. Thì giá thì cũng rẻ hơn so với ba căn ở dưới. Ở trên đây đều có người ở hết nha mọi người. Dành cho những các bạn trẻ hoặc là các cô chú anh chị mà đi khuya mà kiểu như là không có chỗ để ngủ á, thì mọi người có thể ghé đến trạm dừng chân Kimochi. Là một cái trạm dừng chân mà có gồm có hộp ngủ nè, có bungalow, có phòng ngủ qua đêm rất là tiện nghi luôn. Thì ở trong đây nè thì sẽ có giá theo tương ứng mà mình đã quay cho mọi người cùng xem. Thì mọi người có thể ngủ qua đêm ở đây và sau đó có thể tìm khách sạn sau cũng được. Ở đây thì nó có một con dốc đi xuống nè. Thì con dốc này sẽ dẫn đến các căn phòng như là phòng đơn hoặc là phòng bungalow. Con dốc thì nó hơi dốc một tí nên mọi người đi cẩn thận nha. Ở đây có mấy căn phòng nè. Đó, phòng này phòng đơn. Con này là bungalow. Buổi tối ở đây lên đèn đẹp lắm mọi người. Cái ánh trăng này nè, nó lên đèn đẹp. Còn đây là phòng mà dạng giống như là tầng á. Thì tầng thì mắc hơn xíu. Thì có giường, một giường ở trên, một giường ở dưới. Ở đây có người ở rồi nên mình không có vô quay được. Ở phía trên này nè, nó có ghế ngồi, ban công có thể ngắm cảnh được ở đây, rất là đẹp luôn. Còn dưới đây có chùm hoa hình như, hay mình không lầm, hình như là hoa cẩm tú cầu phải. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, cảnh đẹp ơi là đẹp luôn. Tối đây lên đèn cũng đẹp chiêu lắm mọi người. 30 phút sau, trong ngày đầu tiên mình ở Đà Lạt thì mình sẽ ăn sáng ở mì Quảng Nhà Xin. Thì trước đây thì mình đã từng quay ở đây rồi, nhưng mà vì quá ngon đi nên mình đã quay trở lại.
Ở trong menu thì có đa dạng món ăn như là mì phú chim, mì gà, mì cá, mì bò, mì sườn, mì ếch, mì lương và mì hợp cẩm. Giá tô vừa thì dao động từ 40.000 cho tới 55.000, còn tô đặc biệt thì đồng giá là 65.000. Riêng tô nhỏ dành cho các bé thì có giá là 40.000 và hợp cẩm hai món thì giá 50.000. Mình order một tô hợp cẩm. Ở bên trong tô hợp cẩm thì có 4 topping bao gồm gà, sườn, trứng và ếch. Tô hợp cẩm nhìn trông rất là hấp dẫn luôn ha mọi người. Còn đây là tô mì gà. Thì mì gà thì rẻ hơn và cũng hấp dẫn lắm luôn mọi người. Mì Quảng Nhà Xin thì ở trên mạng được mọi người khen rất là nhiều luôn. Và mình công nhận là mì Quảng ở đây ăn rất là ngon luôn. Mình đã từng ăn mì Quảng ở Quảng Nam. Và mình công nhận là vị y chang như mình đã từng thưởng thức ở Quảng Nam. Đặc biệt là nước dùng của mì Quảng ở đây siêu siêu ngon luôn mọi người. Ở trong tô thì còn có thêm trứng non nữa. Thì đó là điều mà khá lạ so với mình luôn. Đây là địa điểm ăn uống mà mọi người nên ghé để trải nghiệm. À, Quán Nhà Xin thì mở cửa từ 7 giờ sáng nè cho tới 2 giờ chiều và từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Thì do đó thì mọi người có thể thưởng thức mì Quảng cả buổi trưa lẫn buổi tối luôn. Mì Quảng Nhà Xin nằm trong top 3 được nhiều khách du lịch đến thưởng thức nhất ở Đà Lạt luôn. Mình chắc chắn là mọi người sẽ không bao giờ hối hận khi mà đến quán này thưởng thức. Địa điểm tiếp theo mà mình muốn dẫn mọi người đến ăn trưa là quán lẩu bò nổi tiếng ở Đà Lạt, lẩu bò Ba Toa Quán Gỗ. Thì đặc biệt là lẩu bò Quán Gỗ này không có chi nhánh nha mọi người. Ở phía trong đường này cũng là chỗ ngồi của quán lẩu bò Quán Gỗ. Nếu ở phía ngoài hết thì mọi người có thể vào đây. Tàu hủ ki mình nhớ hình như là 20.000 một bịch. Wow, lẩu bò chấm hấp dẫn vô cùng luôn mọi người. Đặc biệt ở phía trong quá trời bò luôn. Thì lẩu bò có hai loại, giá là 300.000 và 350.000. Thì lẩu bò sẽ ăn chung với mì trứng nè. Thì dọc theo con hẻm thì có rất là nhiều quán lẩu bò Đà Lạt và treo hương hiệu lẩu bò Ba Toa, thì cho nên mọi người hãy chú ý địa chỉ để đến đúng quán nhé. Rồi sau khi mà ăn xong lẩu bò Ba Toa siêu ngon luôn thì mình sẽ kết thúc ở chỗ này để mình di chuyển qua cái khách sạn. Thì khách sạn mình sẽ ở khách sạn như cũ thôi, nhưng mà mình sẽ quay lại cho mọi người xem là phòng như thế nào. Gia đình của Kiệt thì luôn chọn ở khách sạn Thanh Loan 2 mỗi khi mà lên Đà Lạt. Khách sạn này có tới 6 tầng lầu luôn nha mọi người. Kiệt thấy là phần lớn là khách Hàn Quốc ở rất là nhiều luôn. Phòng thì rất là rộng luôn nè, mà còn thoải mái nữa với hai chiếc giường đôi. Và trong phòng mới thì còn có tivi có thể lên mạng được nè. Thì trên bàn có 4 chai nước và 4 cái ly và một cái bình ấm nước. Ở phía dưới thì có một cái tủ lạnh mini, ở phía trong một cái tủ nhỏ mọi người. Ở trên bàn thì có một cái cuốn sổ nội quy khách sạn nè, mọi người có thể đọc tham khảo. Còn ở trên đây thì có một cái gương lớn, thì kế bên thì có một cái máy sấy tóc. Còn ở phía góc này thì có một cái tủ lớn để có thể đựng đồ. Còn đây là nhà vệ sinh, rất là sạch sẽ và thoáng luôn. Có đầy đủ từ bồn rửa tay nè, khu vực tắm riêng và cầu tiêu. Thậm chí thì xà phòng cũng có luôn. Thì ở phía trên đây có 4 cái khăn lớn nè, được xếp ngăn nắp. Còn đây là hành lang mà hướng ra cảnh núi rừng vô cùng tuyệt đẹp luôn. Thì phía xa kia chính là đèo Mimosa. Vẻ đẹp thiên nhiên và núi rừng tuyệt vời và hùng vĩ hả mọi người. Vì cái view này mà thu hút không chỉ khách Việt đâu mà còn thu hút rất nhiều khách Hàn Quốc đến ở luôn. Khách sạn Thanh Lan 2 thì phòng sạch sẽ nè và còn thoáng nữa. Thì bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một tí. Rồi vào buổi chiều thì mình sẽ quay bữa ăn tối cho mọi người cùng xem. Thì nếu mà ở trong trung tâm thành phố Đà Lạt mà khách sạn mà kiểu như là đặt hết phòng thì mọi người có thể ghé đến khách sạn Thanh Lan 2. Nó xa hơn thành phố trung tâm tí nhưng mà lại có nhiều phòng. Với lại thứ hai là view đỉnh nữa. Thì mọi người cũng không lo kẹt xe nữa. Sau khi ngủ trưa dậy, giờ thì cũng gần 5 giờ rồi. Thôi đi kiếm buổi tối. Thì mình nghe nói buổi tối thì nằm ở trên đường của Lâm Bình Dương á. Xíu nữa mình sẽ quay cụ thể cho mọi người xem nhé. Vào buổi tối thì mình sẽ thưởng thức ở quán chợ Phiên Quán. Thì quán này cũng khá nổi tiếng ở Đà Lạt luôn. Thì từ phía ngoài đến khi vô trong quán đều được trang trí lồng đèn trông rất là đẹp mắt luôn. Nhìn khung cảnh rất là Tây Bắc.
Buổi tối trời mát đó, nên mình kêu cũng khá là nhiều món như là rau su su như trước mặt mọi người nè. Tất nhiên là khi lên Đà Lạt thì mỗi bữa ăn sẽ có một dĩa salad trộn. Thì đây là món thịt nai nướng tảng vẫn còn đang sôi sùng sục luôn. Món này thì được bạn nhân viên xinh đẹp giới thiệu. Cá tầm cháy tỏi tiêu xanh cũng như vậy luôn, cũng sôi sùng sục ở phía bên dưới. Thì mẹ gà nướng với cơm lam nè, thì nhìn mẹ gà mà muốn ăn liền luôn mọi người. Nhà hàng chợ phiên quán thì chuyên về các món ăn về Tây Bắc. Thì có vài người trong gia đình Kiệt thì không thích ăn món Tây Bắc cho lắm, còn Kiệt thì rất là thích luôn và muốn thưởng thức nhiều món hơn vì lạ và hấp dẫn nè. Mọi người nên ăn thử cái ngọn su su xào này, ăn rất là giòn nè và còn ngọt nữa. Món cá tầm này thì ngon xuất sắc luôn mọi người, mùi rất là thơm nè và khi ăn vào thì cá rất là giòn luôn. Còn đây là gà nướng, thì phần gà thì mình cảm thấy hơi khô và không có đậm vị. Thì riêng mình thì mình không thích món gà này cho lắm. Mọi người có thể vừa ngồi vừa chiêu với khung cảnh siêu mộng mơ này. Thì vào buổi tối lên đèn rất là đẹp luôn. Thì chiều nay Đà Lạt có mưa nhỏ nên là quán đã che lại cho khách rồi. Lúc sau thì mình có kêu thêm khoai lang kén nè. Thì đây là một món ăn khá là mới lạ đối với Kiệt luôn. Giờ thì Kiệt sẽ thưởng thức thử món khoai lang kén này xem là có vị như thế nào nhé. Khoai lang kén ở đây thì chấm với sốt mayonnaise. Khoai lang kén thì mọi người nên ăn lúc còn nóng vì sẽ cảm nhận được độ giòn rụm và đậm lại vị béo béo bùi bùi của khoai lang ở bên trong. Và cuối cùng thì Kiệt sẽ thưởng thức món lẩu cá tầm siêu hấp dẫn luôn. Trời se se lạnh mà được thưởng thức một bát lẩu thì quá là tuyệt vời luôn ha mọi người. Mình cảm nhận là đây là nồi lẩu cá tầm mà ngon nhất mà mình từng thưởng thức luôn. Thì nước lẩu siêu ngon luôn mọi người, có vị chua thanh nè, thịt cá ngọt nè, ăn với mì thì hợp luôn. Thì mọi người nên ghé đến quán chợ phiên nè để có thể được thưởng thức các món ăn đậm chất Tây Bắc. Ngoài ra thì ở phía trong menu thì mình còn thấy còn có nhiều món ăn khác của Tây Bắc nữa, như là rau rừng nè, hay là cá tầm quay sương mù. Vào buổi tối thì các lồng đèn lên đẹp đẹp lung linh luôn, thích hợp cho tất cả mọi người có thể chụp hình sống ảo. Vậy thì kết thúc ngày thứ nhất thì giờ thì cũng quay trở về khách sạn luôn, bởi vì trời ở Đà Lạt hôm nay mưa nè. Thì hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ hai, sẽ có nhiều quán ăn, quán nước sẽ được quay cho mọi người cùng xem. Tạm biệt mọi người. Hello, xin chào các mọi người. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai mình ở Đà Lạt. Thì ngày sáng thứ hai thì như mọi người thấy thì trời trong xanh nắng đẹp nè, nhưng mà có phần hơi nóng nha. Thì ngày hôm nay thì lịch trình cũng khá dày đặc đó nha mọi người. Thì trước hết thì mình phải đi tìm đồ ăn sáng cái đó. Nào, đi cùng mình thôi. Bắt đầu ngày thứ hai thì mình sẽ ăn sáng tại quán bún bò Thố Đá Tony. Mỗi khi đến Đà Lạt thì mình đều ghé đến đây để ăn bún bò. Không gian quán thì vô cùng rộng rãi luôn, thoải mái nè mà còn rất sạch sẽ nữa. Có 3 loại thố đá là thường, đặc biệt và hượng hạng, thì với giá là từ 50.000 cho tới 89.000. Ngoài ra thì mọi người còn có thể gọi món thêm như là tái nè, nạm, gân, đuôi, tủy và trứng. Còn về nước uống thì có nước ép thì đồng giá là 25.000 và nước ngọt, nước suối đóng chai. Mình order bún bò Thố Đá loại đặc biệt với giá là 65.000, nhưng mà mình chỉ lấy sườn ở phía trong thôi. Ngoài ra ở trên bàn còn có sữa chua phô mai cho khách ăn chén miệng sau khi ăn bún bò xong nữa. Quán còn có bán thêm chả cho khách thêm vào trong thố bún bò của họ nữa. Đây là một trong những địa điểm ăn uống yêu thích nhất của Kiệt. Buổi sáng mà được ăn một thố đá bún bò nóng như vậy thì quá tuyệt vời luôn ha mọi người. Thố bún bò ăn rất là ngon luôn, nước dùng thì đậm đà. Sau khi ăn sáng xong thì thay vì sẽ đi vào trong các khu du lịch thì mình đã quyết định chọn đi trong quán cà phê Chiêu Chiêu. Quán cà phê Rừng Ngô là sự lựa chọn hợp lý cho mọi người muốn tận hưởng sự yên tĩnh. Không gian quán thì rất là rộng luôn, đặc biệt là mình nghe nói là có tới 5 tầng lầu lận. Ở phía dưới như mọi người thấy là còn có xích đu để cho các bé có thể ngồi chơi nữa. Điểm nhấn của quán Rừng Ngô là view rừng thông siêu đỉnh nè, và phù hợp cho các bạn trẻ và cô chú thích chữa lành. Và đặc biệt là chụp hình ở đây là miễn chơi luôn. Thời gian mở cửa của quán Rừng Ngô là từ 7 giờ sáng cho tới 22 giờ tối. Và tuy có hơi xa so với trung tâm Đà Lạt, nhưng mà đây là địa điểm mà mọi người nên ghé đến mỗi khi mà đến Đà Lạt. Đặc biệt là vào buổi chiều tối thì quán lên đèn ở rừng thông sẽ rất là đẹp và thơ mộng luôn.
kiệt gọi một ly sinh tố bơ mà ở phía trên nó còn có lớp kem nữa. Thì mình công nhận là ly nước bơ ở trong đây khá là ngon nha mọi người. Thì view đẹp nè, thơ mộng, nước ngon. Thì quán Rừng Ngon xứng đáng được đề xuất là nơi thư giãn lý tưởng ở Đà Lạt. Một quán cà phê ở đây rất là chill luôn mọi người. Ở đây thì mọi người có thể ngồi thư giãn nè, có thể ngắm cảnh rừng thông ở đằng sau đây nè. Trông rất là sảng khoái luôn. Ở đây mặc dù hơi vắng khách xíu nhưng mà kiểu chiêu chiêu này thì mọi người rất là thích luôn. Địa điểm ăn trưa của Kiệt là nem nướng Bà Hùng, nằm ở trong khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ. Mỗi khi đến Đà Lạt thì mọi người đều nhắc đến nem nướng Bà Hùng. Hiện tại ở phía trong quán khá là đông. Thì ngoài ra thì quán còn có ở trên lầu nữa. Ở trên dĩa có nhiều rau sống nè, ăn chung với nem và thịt khi cuốn với nhau. Thì đây là nem nướng chiếu danh chỉ có ở quán nem nướng Bà Hùng mà thôi. Thì nem được làm từ nguyên liệu chính là thịt lợn xay cùng với một chút mỡ. Thì điểm đặc biệt nhất của nem nướng Bà Hùng so với những quán nem nướng khác á, đó chính là nước chấm độc nhất vô nhị của quán. Chính vì nước chấm độc nhất vô nhị này đã thu hút một số lượng khách rất là lớn đến quán nem nướng Bà Hùng. Thì theo mình tìm hiểu á, thì nước chấm này được ninh từ xương heo, lọc lấy nước cốt rồi trộn vào tương hộp xay nhỏ lên. Sau đó thì được đánh nhuyễn nè, rồi thêm mắm muối, bột nêm và thêm vừng rang nữa nên nước chấm rất là thơm ngon. Còn về nem á, thì ăn rất là ngon luôn nha mọi người. Thì chấm thêm nước chấm độc quyền của quán nữa thì món cuốn ngon miễn bàn luôn. Quán nem nướng Bà Hùng thì mình biết có 3 chi nhánh nhưng mà mình lại thích ăn chi nhánh ở đây hơn. Một phần như vậy á, thì có giá là 55.000, rất là rẻ luôn. Nếu có dịp đến Đà Lạt á, thì mọi người nên ghé quán nem nướng Bà Hùng nhé. Giờ thì mình cũng mới vừa ăn trưa xong nên bây giờ mình chắc cũng nghỉ ngơi một tí rồi tối mình sẽ quay cái địa điểm ăn tối cho mọi người sau nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối. 3 tiếng trôi qua trong bình yên. Bây giờ thì trời cũng đã gần sập tối rồi và Kiệt sẽ đi tìm địa điểm ăn tối luôn. Thì Kiệt nghe nói là quán này vô cùng nổi tiếng luôn và khách du lịch đi theo đoàn ăn rất là đông nữa. Thì vào buổi chiều ở Đà Lạt cũng hay có mưa phùn nhẹ nhẹ. Thì đi vào Đà Lạt vào tháng 6 và tháng 7 là vào mùa mưa nha mọi người. Nhà hàng mà Kiệt muốn giới thiệu cho mọi người chính là nhà hàng Hương Quán. Ở phía trên lầu thì mình nghe nói là khách đoàn đặt full hết rồi đó nha mọi người. Thì Hương Quán là nhà hàng lâu đời ở Đà Lạt chuyên về các món ẩm thực Tây Nguyên. Điều đặc biệt nhất là xung quanh quán treo lồng đèn sáng lung linh luôn. Kiệt order một dĩa salad trộn với bơ. Thì đây là một món ăn rất là lạ đối với Kiệt luôn. Thì còn dĩa bên đây là rau rừng nè. Thì có dịp lên Đà Lạt á, thì mọi người phải ăn rau rừng. Còn đây là món gà đập lu. Thì khách có thể trải nghiệm từ đập lu luôn. Sau đó thì anh nhân viên đổ bia ở phía dưới con gà để tăng độ thơm và ngọt cho gà. Mặc dù thì mình đã thưởng thức khoai lang kén rồi nhưng mà mình vẫn muốn order tiếp món này vì quá là ngon luôn. Gà đập lu thì mình nhờ một bạn nhân viên xé ra cho có thể dễ ăn hơn. Còn đây là lẩu cá hồi. Thì do lẩu cá tầm mình đã ăn hôm qua rồi nên mình muốn thưởng thức một nồi lẩu cá mới hơn nữa. Còn đây là thố ốc bu hấp xả. Thì mùi rất là thơm luôn á mọi người. Món ăn mà mình muốn thử đầu tiên đó chính là gà đập lu. Thì đây là món ăn best seller ở Hương Quán. Thì gà ướp gia vị rất là ngon luôn. Thịt gà khá là chắc nè mà còn to nữa. Tiếp theo thì Kiệt sẽ thưởng thức món rau rừng. Thì đây là lần đầu tiên mà mình ăn rau rừng á mọi người. Thì rau rừng á, thì đối với mình á, thì mình không thích lắm vì cái mùi vị không hợp với khẩu vị của mình. Tiếp theo thì mình sẽ thưởng thức món khoai lang kén ở đây. Thì đây là một món yêu thích của Kiệt. Thì khoai lang kén á, ở đây giòn thơm mà và vị bùi ngọt giống hôm qua mà mình đã từng thưởng thức. Và cuối cùng thì mình sẽ thưởng thức món lẩu cá hồi. Lẩu cá hồi mà ăn chung với mì gói á, thì ngon nhất nách luôn á mọi người. Thì nước lẩu thì có vị chua nhẹ nhẹ nè. Và thêm một tí cay nữa thì làm cho lẩu cá hồi trở nên hấp dẫn hơn. Thì cá hồi á, thì ngọt, thơm, mềm và đặc biệt là không có bị tanh nha mọi người. Thì nói chung á, thì ngoài trừ gà đập lu ngon xuất sắc ra thì các món ăn còn lại á, thì ở mức độ ngon vừa thôi. À, nhân viên trong quán có nói với mình á, là chợ phiên quán hôm qua mình đã đi á, thì chính là chi nhánh của nhà hàng Hương Quán này. Chi tiết khá là thú vị. Tối hôm nay không có mưa nên là Kiệt sẽ thư giãn tại quán cà phê Đà Lạt Night, nằm ở trên đường Đống Đa ngay cửa ngõ Đà Lạt luôn. Thì không gian quán ở đây rất là rộng nè mà yên tĩnh đâm áp nữa.
Tại Đà Lạt này thì khách có thể hưởng thức một ly cà phê đậm đà mà có thể ngắm trọn thành phố từ cửa ngõ vào sâu bên trong từ trên cao nè. Qua buổi tối sương mù bắt đầu dày đặc hơn nè và làm cho cảnh vật xung quanh dần mờ đi. Thú thiệt với mọi người, đây là lần đầu tiên mà Kiệt được tận mắt thấy sương mù lan tỏa từ trên cao như vậy luôn á. Thì cảnh sương mù này cũng kết thúc ngày thứ hai của Kiệt. Hẹn mọi người vào ngày thứ ba nhé. Vào buổi sáng thứ bảy thì thời tiết đẹp lắm luôn mọi người. Thì khung cảnh rất là yên bình luôn. Thì ở khách sạn Kiệt đang ở hiện tại khách rất là đông luôn, xe đậu kín ở phía trước luôn. Mặc dù ngồi đằng sau rất là khó nhưng mà Kiệt sẽ cố gắng quay cảnh buổi sáng thứ bảy ở Đà Lạt. Thì mọi người cùng dạo quanh Đà Lạt buổi sáng với Kiệt nhé. Sau khi đi một vòng quanh Đà Lạt để kiếm quán ăn sáng á, thì cuối cùng Kiệt cũng đã tìm được một quán cà phê tên là Bùi Văn Ngọ. Đúng ra đó thì mình tính thưởng thức món bánh căn ngọc ở trên đường 3 tháng 4, nhưng mà quán quá đông đi và không có chỗ ngồi nên là Kiệt mới qua quán Bùi Văn Ngọ. Quán cà phê Bùi Văn Ngọ cũng khá là đông khách đến ăn sáng nè, nhưng mà quán có nhiều chỗ ngồi cho khách thoải mái. Thì buổi tối á, ngồi ở phía ngoài rất là lạnh luôn, do là kế bên là rừng thông. Buổi sáng thay vì uống một ly cà phê hay là một ly trà nóng á, thì mình lại quyết định chọn uống một ly cookie đá xay. Còn đây là buổi sáng của mình đây, rồi trông hấp dẫn cho mọi người. Đây là hủ tiếu Nam Giang, thì mình thấy có thịt nè, tôm và trứng. Qua cái dĩa ốp la với bánh mì đo tổ chản luôn. Ở trong dĩa thì mình thấy có một cái trứng nho nhỏ xinh xinh ở chính giữa nè, có salad, cà chua, dưa leo và thịt ham. Và một cái dĩa rất là nặng luôn. Còn đây là ly matcha macchiato của em gái mình, nhìn trông hấp dẫn không mọi người. Mình có uống thử rồi rất là ngon luôn. Bữa sáng thì có đầy đủ nè, như là nước tương nè, rồi tương ớt, ong chà và nè, rồi Tabasco cũng có luôn. Ở dưới đây là tiêu. Kiệt rất là thích hủ tiếu Nam Vang ở đây. Thì nước canh thì vừa miệng nè, đậm đà, còn hủ tiếu thì mềm dai. Tôm thì ngọt nè, còn trứng cút thì bùi bùi. À, ở trong tô của mình còn có gan nữa nha mọi người. Tô hủ tiếu Nam Vang của mình thì có giá là 86.000. Ngoài hủ tiếu Nam Vang á, thì quán còn có nhiều món ăn sáng khác cho mọi người có nhiều lựa chọn, như là bánh mì bò kho nè, mì Ý, mì bò kho. Ăn sáng xong á, thì mình ngồi đây uống nước ngắm cảnh buổi sáng Đà Lạt luôn. Thì buổi sáng Đà Lạt ở Đà Lạt rất là đẹp luôn mọi người. Thì quán cà phê Bùi Văn Ngọ cũng là một địa điểm ăn sáng lý tưởng cho khách du lịch. Giờ mình sẽ tập trung ăn xong tô hủ tiếu Nam Vang này rồi nghỉ ngơi một tí. Và sau đó mình sẽ quay địa điểm buổi trưa cho mọi người cùng xem nhé. Vào buổi trưa thì mình sẽ thưởng thức tại quán gia đình Hải Mập. Đây là một quán ăn mà cũng khá là nổi tiếng ở Đà Lạt. Không gian quán thì rộng rãi, có phía ngoài và phía trong luôn. Và buổi trưa thì như mọi người thấy hơi vắng, nhưng mà buổi tối thì rất là đông luôn nha mọi người.
nhân viên siêu dễ thương luôn. Thì món ăn thì món nào cũng ngon hết. Thì đặc biệt là món canh chua nè, thì vị không quá chua. Còn mực thì dai nè, và thấm vào nước sốt nên rất là đậm vị luôn. Thì ăn mực với cơm á, thì sẽ vừa miệng. Còn nếu mà ăn không á, thì hơi mặn một tí. Đặc biệt là cá kho tộ cực kỳ ngon luôn nha mọi người. Ăn với cơm trắng thì để cảm nhận được vị mặn ngọt khi mà thưởng thức món cá kho tộ. Nếu mà mọi người đi theo gia đình hoặc là đồng nghiệp á, thì quán Hải Mập là một địa điểm ăn uống lý tưởng luôn. Vừa nãy thì ở trên Đà Lạt có một trận mưa rất là lớn luôn, nên là Kiệt tranh thủ về khách sạn vì không thể đi đâu được. Thì Kiệt giờ sẽ nghỉ ngơi một tí, thì hẹn gặp lại mọi người vào buổi chiều nhé. Thì từ đầu video giờ chắc cũng chưa có ăn lẩu gà lá é đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đi ăn lẩu gà lá é, quay cho mọi người xem. Thì hiện tại thì mình vô mấy cái quán mà kiểu nó vắng vắng tí thôi, tại vì quán tàu ngộ thì nó khá là đông. Kiệt đi ăn một cái quán địa phương thì nằm ở trên đường Hùng Vương, thì có tên là Hiếu MC. Thì không gian quán thì cũng khá là rộng. Điểm tâm sáng cũng có nhiều món lắm luôn rồi mọi người, như là phở trái em, phở tô thường, phở thố đá đặc biệt, rồi lương tô, rồi lương trộn miến, rồi lương thố đá, rồi lương thố đặc biệt, rồi phở dê đặc biệt nè, cháo xương dê thố đá và trứng gà ta. Thố thì hơi mắc một tí. Ở trên bàn thì sẽ có một tô trứng gà ta, thì ăn kèm với lẩu gà lá é thì sẽ tạo nên một hương vị độc lạ. Còn đây là lá é nè, thì rất tốt cho sức khỏe luôn, thì có thể chữa rất nhiều chứng bệnh như là ung thư nè, bệnh mạch vành hay là giảm khó tiêu đầy bụng. Lẩu gà lá é thì mọi người thường thấy xuất hiện nhiều ở Đà Lạt đúng không? Nhưng mà tuy nhiên á, thì nguồn gốc của món này không phải là ở Đà Lạt mà chính là ở Phú Yên nha mọi người. Trời vừa mới hết mưa nên còn se se lạnh mà ăn một cái tô lẩu gà lá é này thì hết sảy luôn. Lẩu thì rất là ngon nha mọi người, đặc biệt là thịt gà rất là chắc luôn, nước dùng thì đậm đà nè. Thì lẩu gà lá é thì cũng giống như các lẩu khác, thì mọi người ăn kèm với bún tươi hoặc là mì sợi. Ngoài ra thì mọi người có thể ăn bánh đa mè nướng với lẩu đúng theo kiểu miền Trung luôn. Thì có những quán thì tuy không có nhiều khách nhưng mà món ăn thì rất là ngon luôn. Thì sau đó thì để kết thúc ngày thứ ba ở Đà Lạt á, thì Kiệt thưởng thức món bánh chén nướng ở quán của cô Hương nằm ở trên đường Nguyễn Công Trứ. Wow, ly sữa nóng. Sữa này ngon nhức nách luôn. Sữa này ngon nhức nách luôn. Wow, bánh chén nướng siêu hấp dẫn luôn, vừa thổi vừa ăn nè. Thì do có nhiều người ăn á, nên là bánh chén sẽ không xếp lại và để vậy thì dễ chia hơn. Đó, bánh chén nướng rồi đó. Tôi có một cài cộng thêm mà nhân rất là ngon nữa. Nếu mà mọi người không có ăn cay thì đừng có bỏ tương ớt vô. Nhưng mà tương ớt này nó cũng không có cay đúng không? Bánh tráng rất giòn. Món này gọi là pizza của Đà Lạt, rất là ngon luôn. Mọi người ghé đây ăn bánh tráng nướng, bảo đảm không bao giờ thất vọng đâu. Quán của cô Hương thì nằm ở kế bên tiệm uống tóc Tiết Loan, thì cô bắt đầu bán vào lúc 7 giờ tối. Giờ thì mình uống xong sữa rồi, xong rồi mình sẽ ngồi đây chơi một tí. Thì chắc là sau đó mình sẽ về khách sạn luôn. Thì chắc mình sẽ kết video đây luôn. Thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Thì mọi người nhớ like và subscribe kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người, bye bye.